Trước mắt các bạn đang là hình ảnh của con iPhone 15 Plus có khả năng là nó sẽ ra mắt trong khoảng hơn nửa năm tới. Và đây là thông tin từ trang 9to5Mac nha, vừa mới số ra ngày 24 tháng 2, chứ không phải là bọn mình ăn ốc nói mò đâu. Vật vờ Studio thì cũng đã lên rất là nhiều những cái bài viết tin đồn về iPhone 15 series rồi. Và từ năm ngoái nhá, khi mà chúng mình đã viết những cái bài liên quan đến 14 series thì sau này ra mắt nó cũng y hệt như vậy. Và đương nhiên là cái nguồn tổng hợp này thì chúng mình cũng tham khảo từ rất là nhiều nơi. Vậy nên là trong video này chúng mình sẽ gửi đến cho các bạn những cái thông tin đó, bài tổng hợp những cái tin đồn về iPhone 15 series. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên là hãy like, share và subscribe cho Vật vờ Studio để được đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào việc nào. Rồi, tin đồn đầu tiên chúng ta cần phải kể đến đó chính là về màu mới của iPhone 15 Pro Max. Mình tạm thời gọi như thế nha, chứ không biết là cái bản cao cấp nhất năm nay là ông Apple đặt là Ultra hay là Pro Max. Thì có khả năng là Apple họ sẽ mang cái màu đỏ rượu vang, đỏ burgundy đấy, lên chiếc iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất. Tại sao mình lại nói là mang trở lại? Bởi vì trước đây không phải Apple mà Samsung đã từng sử dụng chiếc màu này rồi, dành cho thế hệ Galaxy S9, S9 Plus. Và mới đây là họ mang đến trên con Galaxy S22 Ultra. Thì đây là một cái màu sắc được người dùng đánh giá rất cao bởi vì cái mức độ sang trọng và cái sự độc đáo của nó. Và sau khi mà được lắp lên một con iPhone thì cái hình render nó sẽ kiểu như thế này. Đó, thì các bạn cảm thấy màu này như thế nào và có đủ sức đánh bại Sierra Blue hay là Deep Purple không? Hãy để lại cho chúng mình biết ý kiến của các bạn ở phần comment phía bên dưới nhá. Còn nếu như bạn nào mà không quan tâm đến những cái màu mới này thì các bạn có thể mua thẳng iPhone 14 Pro Max bây giờ, giá đang rất là tốt tại chuỗi thống cửa hàng Sephora rồi. Các bạn có thể bấm vào chữ hiện thêm hoặc là xem thêm ở bên dưới video này để tham khảo giá iPhone 14 Pro Max chỉ hơn 28 triệu đồng tại chuỗi thống cửa hàng Sephora, hoặc là iPhone 14 Pro chỉ có hơn 25 triệu đồng mà thôi. Và hiện tại thì với chuỗi hệ thống hơn 120 cửa hàng trên khắp cả nước thì Sephora cũng đang triển khai chương trình là bán cho các bạn những cái gói bảo hành Apple Care Plus chính hãng. Ví dụ như là khi mà các bạn làm rơi máy này hay là điện thoại các bạn bị sọc màn thì các bạn sẽ có những cái chương trình bảo hành nó sâu hơn. Vậy nên để biết thêm những thông tin này thì các bạn hãy bấm vào cái phần xem thêm và click vào cái đường link ở ghim ở phần mô tả và cả phần ghim comment nhé. Thì sắp tới nhá, nếu như Apple ra màu mới của iPhone 14 Pro Max thì có thể là giá của nó sẽ không còn được tốt như bây giờ đâu, giá nó sẽ cao hơn với cái phiên bản màu mới này. Cái này thì mọi người quá là biết rồi, Apple làm tiền mà năm nào cũng thế, kích cầu thì các bạn cũng quá là hiểu rồi đúng không? Quay trở lại với những dự đoán của chúng ta thì 9to5Mac cũng cung cấp một vài những thông số gọi là dự kiến của con iPhone 15 Plus sắp tới. Nếu như mà đem so sánh với iPhone 14 Plus thì con máy này nó sẽ dày hơn một chút, dài hơn một chút, nhưng mà về chiều ngang lại hẹp đi để cái cảm giác cầm nắm của chúng ta nó dễ chịu hơn. Đặc biệt là khi mà Apple có khả năng sẽ mang trở lại cái thiết kế bo tròn giống như iPhone 5C thì cái cảm giác cầm nắm ở trên con iPhone 15 Plus dự kiến nó sẽ còn tốt hơn nữa. Thứ hai đó là khả năng tất cả những con iPhone thuộc 15 series năm nay đều sẽ có màn hình đục lỗ chứ không phải là màn hình tai thỏ. Nó phân chia như hai dòng thường với dòng Pro năm nay. Với cái màn hình được thay đổi như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái viền màn hình của iPhone 15 Plus ý, nó cũng sẽ rất mỏng và mỏng hơn hẳn nếu như mà đem so sánh với iPhone 14 Pro Max của mình. Cái việc mà làm màn hình mỏng như thế này thì khả năng là Apple cũng sẽ phải áp dụng một khung viền cứng cáp hơn để bảo vệ cho màn hình. Và cái khung viền với chất liệu làm từ titan cũng đã được người dùng đồn đoán rất là nhiều. Và cái màn hình mới này của Apple cũng có khả năng là nó sẽ không phải làm phẳng hoàn toàn như là những gì chúng ta đã biết đâu, mà họ sẽ làm cong nhẹ một chút là 2.5D để mang đến cho người dùng cái cảm giác chạm vuốt nó khác biệt hơn. Bên cạnh đó thì phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn thì cũng được đồn đoán là sẽ tăng kích thước màn hình lên một chút, từ 6.1 inch lên 6.2 inch. Cá nhân mình thấy là cái việc tăng kích thước hay là giảm kích thước nó không quá quan trọng. Cái việc mà Apple đã làm rất tốt đó là về tấm nền và độ sáng 2000 nit thì đều được họ áp dụng lên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max rồi. Nếu như mà bây giờ có thay đổi cái gì đó thì xin là Apple hãy tối ưu thật tốt cho cái màn hình mới này, chứ đừng có để nó xảy ra lỗi như là 13 Pro Max hay là 14 Pro Max mới đây thì hại lắm. Số 3 là các bạn sẽ nhìn thấy cụm camera trên con iPhone 15 dự kiến sắp tới nó sẽ cực kỳ lồi và lồi hơn rất nhiều nếu như mà đem so sánh với iPhone 14 Pro Max. Cụm camera lồi ở trên iPhone 15 series là điều có thể xảy ra các bạn ạ. Cá nhân mình thì mình không thích kiểu này lắm, bởi vì là camera lồi thì đặt lên bàn ấy nó rất là cập kênh, đặc biệt là với những anh em nào mà không muốn xài ốp thì nó sẽ khá là khó khăn. Và cái thứ hai là camera lồi, ống kính của Apple ấy nó lại còn bị tách ra nên là cái việc các bạn vệ sinh camera nó rất là khó. Và việc tại sao mà Apple làm camera lồi như thế thì nhiều người đồn đoán rằng là có khả năng là Apple sẽ mang ống kính tiềm vọng lên những con iPhone này. Nhưng mình nghĩ rằng là cái ống kính tiềm vọng này sẽ chỉ xuất hiện ở trên con iPhone 15 Pro Max thôi, chứ còn những con iPhone bình thường ấy thì nó vẫn sử dụng những ống kính bình thường như chúng ta đã biết từ trước đến giờ. Và phải đến thế hệ iPhone 16 series thì cái ống kính tiềm vọng này mới có thể được trang bị trên đầy đủ 4 mẫu flagship.
Thứ tư đó là cổng USB-C. Các bạn sẽ thấy rằng là riêng về phần này không chỉ là có bản cát bằng máy tính nữa, mà sẽ có hẳn một cái mô hình iPhone 15 Pro Max với cái cổng sạc là USB-C. Đây là điều mà chúng ta, nếu như mà Apple có áp dụng thật ý, thì mình cũng không lấy cái gì làm quá lạ cả. Bởi vì đây là cái quy định từ Liên minh châu Âu EU, và việc mà Apple bị kêu gào quá nhiều với cổng Lightning nó sạc chậm này, rồi là nó truyền tải dữ liệu chậm, thì Apple đã giữ từ thời con iPhone 5 series cho đến tận bây giờ. Bên cạnh đó thì việc Apple sử dụng cổng USB-C dành cho tất cả iPhone trên toàn thế giới hay chỉ dành riêng cho thị trường châu Âu thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Các bạn đoán như thế nào? Có thể để lại ý kiến ở phần comment bên dưới nhé. Số 5, cấu hình. Đây đương nhiên là một thứ mà Apple sẽ phải nâng cấp trên những chiếc iPhone mới, nó là bắt buộc rồi. Không nâng người dùng lại chửi cho thối mũi. Thì có thể là Apple sẽ sử dụng chip Apple A17 Bionic với cấu trúc là 3 nanomet đầu tiên trên quả đất này. Và con chip này dự đoán là sẽ được sản xuất bởi TSMC. Còn dòng thường thì vẫn sẽ dùng chip cũ là Apple A16 Bionic. Đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp có sự phân cấp này. Và vẫn phải nhắc lại, đây là thêm một lý do nữa để các bạn mua Pro và Pro Max. Tin đồn số 7 liên quan đến việc là Apple sẽ loại bỏ đi phím bấm vật lý để chuyển sang cảm ứng lực. Như những gì mà mình đã phân tích cho các bạn trong những cái video gần đây, thì mình nghĩ rằng đây nó không phải là một cái sự hợp lý, bởi vì là Apple còn rất nhiều thứ khác phải nâng cấp đấy. Mình kể cho các bạn từ đầu video đến bây giờ đã là 6 cái rồi. Nếu như Apple có thể làm được tất cả những cái này và họ làm tốt thì đây mới là thứ mà người dùng cần. Chứ cái việc loại bỏ phím vật lý thì mình nghĩ là đây chưa phải là lúc. Vì cơ bản phím vật lý trên iPhone vẫn tốt, và nếu như mà chuyển hẳn sang phím cảm ứng lực ý, thì người dùng sẽ lại mất thời gian để làm quen những thao tác mới. Nó khá là cồng kềnh. Nếu như các bạn muốn biết kỹ hơn về vấn đề này thì có thể xem lại video chúng mình làm nhé. Bọn mình đã làm hẳn một cái video dài liên quan đến cái này rồi. Điều số 8 nó liên quan đến một vấn đề mình đã chia sẻ cho các bạn ở phần đầu video này. Đó là mình không biết là iPhone 15 sắp tới bản cao cấp nhất nó sẽ là bản Pro Max hay là bản Ultra. Và theo như cây viết Mark Gurman đến từ Bloomberg và chia sẻ trên trang Twitter của mình, thì ông này có bảo rằng là iPhone 15 sắp tới sẽ không có bản Ultra đâu. Ít nhất là phải đến iPhone 16 series cơ. Và thông tin cuối cùng có lẽ là thông tin quan trọng nhất mà các bạn đang mong chờ, đó là giá bán của iPhone 15 series sắp tới có thể là sẽ bị chênh lệch rất nhiều so với cái phiên bản 14 series. Theo như thông tin từ Leak Apple Pro, đây là một cái tài khoản Twitter đăng khá là nhiều những cái bài leak đúng về iPhone trong mấy năm vừa qua, thì cái tài khoản này có chia sẻ rằng là cái phiên bản cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max ấy, nó có thể sẽ tăng giá khá nhiều so với cái phiên bản tiền nhiệm là iPhone 14 Pro Max. Như các bạn đều biết thì 14 Pro Max năm nay nó không tăng giá so với 13 Pro Max năm ngoái, là một điều khiến cho người dùng rất vui. Mặc dù 14 Pro Max đã có những cái cải tiến khá là đáng kể để cho người dùng có cảm nhận sử dụng iPhone nó khác biệt hơn, nhưng mà họ lại không tăng giá. Đó là một cái động thái cho thấy rằng là họ đang ỉm hàng để chờ con iPhone 15 Pro Max tăng giá một lần cho nó đã. Đấy, 14 Pro Max thì giá khởi điểm là 1.099 đô, thì khả năng thôi nhá, là lên 15 Pro Max cái mức giá này sẽ lên đến 1.199 đô, hoặc thậm chí là 1.250 đô. Còn nếu như bây giờ các bạn cảm thấy là iPhone 15 khó chơi quá rồi thì các bạn cứ 14 Pro Max quất cho nó lành. Và có gói Apple Care Plus các bạn có thể mua thêm tại chuỗi hệ thống cửa hàng 7S, link ở bên dưới phần mô tả và cả phần ghim comment, thì các bạn có thể bấm vào đấy để có thể xem lại các thông tin chi tiết nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn có đồn đoán gì về iPhone 15 series nữa không thì hãy nhớ để lại những bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.